Thảo Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi những diễn biến chiến tranh Nga-Ukraine ngày 26 tháng 12 năm 2023 của The Sự Post. Thưa quý vị, có thể nói những ngày cuối năm nay, đặc biệt là dịp Giáng sinh, là những ngày không mấy tươi sáng cho quân xâm lược. Sau khi bị mất liên tiếp 5 máy bay ném bom chỉ trong vòng 3 ngày, thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Asyonov cho biết vào đầu giờ ngày 26 tháng 12 rằng, một cuộc tấn công của Ukraine đã dẫn đến vụ nổ và hỏa hoạn ở thành phố cảng Fyodorosia ở Crimea. Có một cuộc tấn công của kẻ thù ở khu vực Fyodorosia, lãnh thổ của cảng, đã bị đóng cửa. Ông Asionov viết trên Telegram. Ông nói thêm rằng, đám cháy bùng phát đã được khoanh vùng, các cơ quan hữu quan đang xử lý tại hiện trường. Cư dân của một số ngôi nhà sẽ được di dời. Ông viết, tôi trực tiếp kiểm soát tình hình, đề nghị mọi người bình tĩnh và chỉ nên tin vào thông tin chính thống. Ông Ash -Yonov viết, Ông Ash -Yonov không nêu rõ chính xác vật gì đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công hoặc có thương vong hay không. Fyodosia nằm trên bờ biển đen của Crimea. Theo báo cáo trên Telegram, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng giờ địa phương và sau đó là một loạt vụ nổ nhỏ hơn. Trước đó, trên kênh Telegram của trung tâm thông tin về tình hình đường dẫn tới cầu Crimea, có tin cho biết việc lưu thông của xe ô tô trên cầu đã tạm đình chỉ trong gần 1 giờ. Lực lượng phòng vệ đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Novozhikovsky tại cảng Fyodorosia bị chiếm đóng. Điều này đã được ABC Ukraine đưa tin có liên quan đến tuyên bố trên Telegram của tư lệnh lực lượng không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine Nikolai Olechuk và hạm đội của Nga ngày càng nhỏ hơn lần này tàu đổ bộ lớn novo đang đi đoàn tụ với xoáy hạm của hạm đội biển đen của nga là tàu tuần dương moscow thông điệp viết chỉ huy cũng đăng video về vụ cháy ở cảng thành phố tàu đổ bộ lớn novo được thiết kế để đổ bộ trên bờ biển chưa được trang bị đầy đủ và vận chuyển quân đội và hàng hóa bằng đường biển tàu có khả năng vận chuyển nhiều loại xe bọc thép bao gồm cả xe tăng vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, Novo đã bị hư hại trong một cuộc tấn công vào cảng Berdyansk. Về vụ nổ ở Crimea, đêm 26 tháng 12, các vụ nổ mạnh xảy ra ở cảng Fyodosia, truyền thông Nga thông tin về hoạt động của lực lượng phòng không, kênh điện tín Crimean Win đưa tin con tàu chở các máy bay không người lái Shahid từ Iran đã bị tấn công. Các vụ nổ ngày càng được nghe thấy thường xuyên hơn ở Crimea. Lực lượng Ukraine đã thực hiện hàng chục hoạt động trên bán đảo và biển đen, bao gồm phá hủy các căn cứ, nhà kho và tàu của Nga. Trước đó, vào rạng sáng ngày 24 tháng 12, một vụ nổ mạnh đã xảy ra ở Sevastopol. Theo các nhân chứng, trước đó người ta đã nghe thấy một âm thanh tương tự như tiếng ồn của hỏa tiễn cũng trong ngày 20 tháng 12, người ta biết về một vụ nổ mạnh ở khu vực làng Chonomoskoya ở phía tây Crimea, đồng thời vụ va chạm mạnh cũng được ghi lại ở trung tâm liên lạc không gian đường dài của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Đến với một diễn biến khác cũng liên quan đến mặt trận phía nam thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraina tiếp tục giữ các vị trí ở tảng ngạn vùng Kherson, tại đây các trận chiến vị trí tiếp tục diễn ra ở khu vực Rinok. Những người chiếm đóng không thể trục xuất hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine khỏi khu định cư này do tính hiệu quả của máy bay không người lái tấn công Ukraine và hệ thống tác chiến điện tử tốt. Tổng cộng trong 3 tuần giao tranh, quân đội Nga ở vùng Krynok mất tới 80 thiết bị quân sự. Các nhà phân tích của ISW và phóng viên quân sự Ukraine Konstantin Mashovets đã lên tiếng về tình hình ở tảng ngạn khu vực Kherson hôm 24 tháng 12 – Tướng Teplinsky của Nga hiện đang tập hợp lại sư đoàn dù 104, đơn vị bị thiệt hại nặng nề trong các trận chiến giành Green Key. Quân xâm lược từ tiểu đoàn xung kích số 2 của trung đoàn 337 đã được chuyển đến khu vực Crenot. Trong 3 tuần giao tranh ở khu vực Crenot, Nga đã mất khoảng 80 xe bọc thép cũng như 3 hệ thống hỏa tiễn kỹ thuật vô tuyến và tác chiến điện tử. Bản thân những kẻ xâm lược cũng thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng các nhóm tác chiến cơ động, gồm hệ thống chống tăng và các loại vũ khí chống tăng khác. Đồng thời, việc khai thác từ xa được thực hiện ở những khu vực và con đường mà thiết bị quân sự của đối phương thường di chuyển. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các máy bay chiến đấu từ hữu ngạn sông Dnieper. Ngay cả Nga cũng ghi nhận các hành động nhanh chóng và phối hợp của lực lượng phòng vệ, bao gồm phát hiện, yêu cầu, phản ứng hỏa lực. Để đối phó với sự ngoan cường của quân đội Ukraine, những kẻ xâm lược thuộc lữ đoàn 810 được cho là đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hóa học dưới dạng lựu đạn K-51 để chống lại lực lượng phòng vệ. Đến với cập nhật tổn thất của quân xâm lược, thưa quý vị, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tiêu diệt thêm 1.010 kẻ cùng bố Nga. Như vậy là kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Nga đã mất khoảng 354.960 đơn vị nhân lực. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn phá hủy 22 xe tăng, 37 xe chiến đấu bọc thép và một tàu đổ bộ của quân xâm lược. RBC Ukraine viết về điều này có tham khảo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 26 tháng 12 năm 2023 là khoảng Nhân sự, khoảng 354.960 cộng 1.010 người đã bị loại khỏi vòng chiến xe tăng 5.899 cộng 22 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 10.956 cộng 37 chiếc, hệ thống pháo 8.366 cộng 19 chiếc, MLRS 9.934 chiếc, hệ thống phòng không 614 cộng 1 chiếc, máy bay 329 chiếc, trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 6.458 cộng 22 chiếc, tên lửa hành trình 1.618 cộng 1 chiếc tàu thuyền 23 cộng 1 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 11.109 cộng 34 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.239 cộng 5 đơn vị. Nói Nga ngố thì lại tự ái, nhưng có những hành động và phát ngôn lạ kỳ chỉ có thể được chứng kiến ở thế giới Nga. Mới đây, nhà tuyên truyền và người dẫn chương trình truyền hình của Điện Kremlin Vladimir Solovyov đã đưa ra thông điệp không biết lượng sức trong một chương trình trên sóng truyền hình quốc gia, đó là việc yêu cầu quân đội Moscow tiếp quản các căn cứ của Mỹ. Trong một đoạn clip được Nesta, một cơ quan truyền thông Đông Âu chia sẻ trên X, trước đây là Twitter, Solovyov đã yêu cầu Mỹ bàn giao các căn cứ quân sự của nước này ở châu Âu cho Nga. Soloviev, người dẫn chương trình buổi tối với Vladimir Soloviev cho biết Nga nên đặc biệt kiểm soát các căn cứ của Mỹ ở Đức, Ý và Bồ Đào Nha. Ông nói, tôi tin rằng tất cả quân chiếm đóng của Mỹ nên rút khỏi châu Âu và các căn cứ quân sự của Nga nên nằm sâu trong lãnh thổ lịch sử của Liên bang Nga. Ví dụ, việc chiếm một phần căn cứ quân sự đã được người Mỹ chuẩn bị ở Tây Âu là hoàn toàn có thể. Ramstein có thể là căn cứ của chúng tôi. Chúng tôi rất có thể đóng quân tại một số căn cứ ở Ý. Sau đó, không có câu hỏi nào được đặt ra. Khi đó, chúng tôi sẽ chắc chắn rằng châu Âu sẽ cư xử rất tử tế và sẽ không có mối đe dọa nào đối với nhà nước của chúng tôi đến từ lãnh thổ châu Âu. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 70.000 lính Mỹ đồn trú lâu dài ở châu Âu và Đức là nơi tiếp đón khoảng một nửa trong số họ. Bộ Tư lệnh châu Âu thống nhất của quân đội Hoa Kỳ có trụ sở tại Stuttgart và quân đội giám sát 5 đơn vị đồn trú ở Đức. Các hoạt động ở châu Âu của không quân có trụ sở chính tại căn cứ không quân Ramstein. Bình luận này được đưa ra ngay sau khi Soloviev cho rằng sự hợp tác giữa các thành viên NATO cho thấy phương Tây đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga tổng thống nga vladimir putin mới đây đã phản ứng trước tuyên bố của tổng thống mỹ joe biden rằng nếu đánh bại ukraine nga sẽ tiếp tục tấn công một thành viên liên minh một động thái như vậy sẽ viện dẫn điều năm trong hiến chương nato trong đó nói rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia là tấn công vào tất cả ông putin nói với đài truyền hình nhà nước hôm chủ nhật rằng moscow không có lợi ích địa chính trị kinh tế chính trị hay quân sự để chiến đấu với các nước nato nhưng solovyov vẫn tin rằng các nước nato muốn đánh nga có phải họ đang cố trêu chọc chúng tôi không? Ông nói với người xem trong đoạn clip được cố vấn nội vụ Ukraine Anton Heratshenko chia sẻ trên X, mặc dù Putin đã giải thích rõ ràng lần thứ 156 rằng chúng tôi sẽ không gây chiến với NATO, nhưng chúng tôi sẽ không ngây thơ nữa. Được biết Solovyov không phải là nhân vật duy nhất trong quỹ đạo của Putin nhắm tới Mỹ và các nước châu Âu. Thưa quý vị, đỉnh cao của căn bệnh hình thức và quan liêu là gì? có lẽ đó chính là cuộc bầu cử tổng thống ở nga thưa quý vị theo đó chính quyền tổng thống trong mọi trường hợp sẽ không cho phép các ứng cử viên phản chiến chẳng hạn như ekaterina donsova tham gia cuộc bầu cử tổng thống các nguồn tin thân cận với điện kremlin của medusa khẳng định rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức rất đơn giản đối với chính quyền và putin sẽ tự tin đạt được tỷ lệ cần thiết đây không còn là một cuộc bầu cử mà là một thủ tục cực kỳ kỹ thuật ủy ban bầu cử trung ương cec đã từ chối đăng ký của nhóm sáng kiến đã đề cử ekaterina dunsova một nhà báo phản đối cuộc chiến với ukraine đã bị từ chối với lý do tài liệu của bà có sai sót chủ tịch ủy ban bầu cử trung ương ela bamfilova đã nói với densova bằng những lời ekaterina Sergeyevna, bạn là một phụ nữ trẻ bạn vẫn còn mọi thứ phía trước. Mọi điểm trừ luôn có thể biến thành điểm cộng, mọi kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm. Lặp lại cách diễn đạt của Ủy ban Bầu cử Trung ương đã bác bỏ Alexei Navalny 6 năm trước. Bản thân Dushova có ý định kháng cáo quyết định của Ủy ban lên tòa án tối cao và đã kháng cáo lên đảng Giáp Lô với yêu cầu đề cử cô làm ứng cử viên của đảng này. Tuy nhiên, người sáng lập đảng Grigory Javlinsky nói rằng việc đề cử Dunsova bị loại trừ vì bà không được biết đến trong đảng. Các nguồn của ấn phẩm không loại trừ sự xuất hiện của một hoặc hai ứng cử viên nữa trong cuộc bỏ phiếu. Những người sẽ không đạt được kết quả cao nhưng sẽ tạo ra ảo tưởng về sự cạnh tranh. Các ứng cử viên của họ đã được Điện Kremlin đồng ý hoàn toàn. Đồng thời, AP khẳng định sự vắng mặt của các ứng cử viên phản chiến sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như biểu tình trên đường phố. Như Medusa đã đưa tin trước đó, ban đầu khối chính trị của văn phòng tổng thống AP đã xem xét khả năng tham gia bầu cử của các nhà lãnh đạo và các đảng hệ thống Gennady Yuganov, Leonid Slutsky và Alexei Nechev. Các nguồn tin thân cận với AP giải thích rằng những chính trị gia này quen thuộc và quen thuộc với Putin. Ngoài ra, Điện Kremlin không muốn nhìn thấy các chính trị gia dưới 50 tuổi trong số các ứng cử viên vì tin rằng họ sẽ khiến Putin trở thành ông nội trong mắt cử tri. Tiếp tục, bản tin sẽ là một số tin vắng đáng chú ý. Ukraine bác bỏ câu chuyện giả mạo của Shoigu về việc chiếm đóng marianka. Quân đội Ukraine tiếp tục chiến đấu vì Marienka, khu vực Donetsk. Người Nga vẫn chưa chiếm được thành phố. Cuộc giao tranh giành Marienka vẫn tiếp tục. Hiện quân đội của chúng tôi nằm trong ranh giới hành chính của Marienka, nhưng thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Nói về việc chiếm giữ hoàn toàn Marienka là không chính xác. Đại tá Alexander Stupul, người phát ngôn của Trung tâm Báo chí chung của quân đội cho biết. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổ chức cuộc gặp với nhà độc tài Nga Vladimir Putin và báo cáo với ông về tình hình ở mặt trận. Đặc biệt, ông nói rằng quân tấn công của Nga được cho là đã chiếm được hoàn toàn Marienka vùng Donetsk, cách Donetsk 5 km. Ukraine nhận được 1,34 tỷ đô la từ Ngân hàng Thế giới. Số tiền này sẽ được sử dụng vào việc gì? Ngân sách nhà nước Ukraine đã nhận được 1,34 tỷ đô la là khoản tài trợ bổ sung thứ sáu trong dự án Peace tại Ukraine của Ngân hàng Thế giới. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để bù đắp một phần chi phí của ngân sách nhà nước Ukraine không liên quan đến lĩnh vực an ninh và quốc phòng, đặc biệt là chi trả lương hưu và thanh toán cho nhân viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước SSEC, Bộ Tài chính nói. Khoản tài trợ này bao gồm khoản vay trị giá 1,086 tỷ đô la của Ngân hàng Thế giới thông qua quỹ tính thác Advance Ukraine được chính phủ Nhật Bản bảo lãnh. Khoản tài trợ bổ sung thứ sáu của dự án Peace ở Ukraine cũng bao gồm các thành phần tài trợ bao gồm 190 triệu đô la từ Na Uy thông qua Quỹ Ủy thác Hỗ trợ Phục hồi Tái thiết và Cải cách Ukraine URTF, 50 triệu đô la từ Chính phủ Hoa Kỳ, 20 triệu đô la từ Chính phủ Thụy Sĩ. Có hoặc không có Hungary, các nước EU sẽ phê duyệt 50 tỷ euro cho Ukraine. Các nước EU sẽ thông qua quyết định phân bổ 50 tỷ euro cho Ukraine, điều này sẽ xảy ra ngay cả khi có thể có quyền phủ quyết của Hungary. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba lưu ý rằng việc chính thức hóa quyết định 50 tỷ euro cho Ukraine đã bị hoãn lại đến đầu năm 2024, không phải vì quyền phủ quyết của Hungary. Do đó, 26 quốc gia EU muốn cho Budapest thời gian để thống nhất về việc tham gia phân bổ kinh phí, vì EU không muốn xảy ra tình trạng liên tục đưa ra quyết định mà không có một quốc gia nào đó. Sẽ có quyết định rằng Ukraine sẽ nhận số tiền này. Câu hỏi vẫn là liệu 27 quốc gia sẽ cùng nhau làm việc đó, tất cả các thành viên EU bao gồm Hungary và Hungary có thời hạn một tháng để tiến hành các cuộc đàm phán bổ sung, hay số tiền này sẽ được phân bổ bởi 26 quốc gia của Liên minh châu Âu không có Hungary, Bộ trưởng nói rõ. Ông nói thêm rằng vấn đề là sự đoàn kết nội bộ của khối, và hiện nay 26 quốc gia đang nỗ lực hết sức để bảo tồn nó. Nhưng nếu điều này không thành công, thì tiền vẫn sẽ được phân bổ. Zelensky cảnh báo phi công Nga, lực lượng phòng không của Ukraine sẽ mạnh mẽ hơn. Mỗi phi công Nga phải đưa ra sự lựa chọn rõ ràng cho mình, có nên tiếp tục tham gia cuộc chiến hay không, bởi lực lượng phòng không Ukraine sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Vào buổi tối trước Giáng sinh, phòng không của Ukraine đã bắn hạ gần 30 UAV cảm tử, một số hỏa tiễn và thêm hai máy bay quân sự Nga. Tổng cộng, 5 máy bay ném bom đã bị bắn hạ trong tuần trước Giáng sinh, và điều này rất mạnh mẽ, văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố. Mỗi phi công Nga phải đưa ra lựa chọn rõ ràng cho mình, xem có tiếp tục tham gia cuộc chiến này hay không. Lực lượng phòng không của chúng tôi sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi chúng tôi nhận được bổ sung các hệ thống đã được thống nhất và F-16, Tổng thống Ukraine Zelensky nói thêm ngoại trưởng séc jan lipovsky lưu ý chúng ta phải nhớ rằng ở ukraine chúng ta đang kìm hãm sự bành trướng đế quốc của nga nước đang mài răng ở khu vực trung âu và các nước vùng baltic theo ông hỗ trợ cho ukraine quân sự nhân đạo tài chính chính trị hoặc đạo đức mang lại lợi ích cho an ninh châu âu ngoại trưởng nhấn mạnh nếu ukraine thất thủ chúng tôi sẽ va chạm với nga gần hơn theo nghĩa đen là ở biên giới của liên minh châu âu rất gần với cộng hòa séc và chúng tôi không được phép cho điều này xảy ra Lipovsky tin rằng cần phải giải thích cho người dân các nước châu âu tại sao việc tiếp tục giúp đỡ ukraine trong cuộc chiến với nga lại quan trọng tôi thường xuyên nói với mọi người ở châu âu rằng nhiệm vụ chính của chúng tôi là giữ nga càng xa biên giới của chúng tôi càng tốt đây là điều mà chính sách của chúng tôi nên hướng tới cuộc tranh luận không hề dễ dàng nhưng chúng tôi thấy rằng các nước châu âu có thể đi đến kết quả là đạt được một thỏa thuận ông nói thêm bình luận về quyết định của eu bắt đầu mở các cuộc đàm phán với ukraine Quan chức này cũng dự đoán rằng các nhà lãnh đạo EU vẫn sẽ thống nhất 50 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh bất thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 2. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.